Thưa quý vị, sáng nay tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố gồm các ông bà Ngô Xuân Thắng, Cao Thị Huyền Trân, Lê Hồng Cương và Huỳnh Huy Hòa có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang sau kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026. Đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã báo cáo kết quả của kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố vừa qua, đồng thời báo cáo tình hình kinh tế xã hội trong năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 và giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước đó. Cử tri đánh giá cao về kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố vừa qua, đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan đến đầu tư thay thế hệ thống điện chiếu sáng để nhanh dự án khu tái định cư, mở rộng đường, nâng cấp vỉa hè. Đại diện sở, ngành địa phương và các đơn vị liên quan đã ghi nhận tiếp thu và trả lời các vấn đề của cử tri. Về việc đẩy nhanh tiến độ khu tái định cư Lệ Sơn 1 hiện còn vướng mắc vì chưa đảm bảo các quy định nên sẽ tiếp tục phối hợp với huyện Hòa Vang để ra soát lại về tính pháp lý, tài chính, sớm giải quyết theo đúng quy định, phù hợp với điều kiện quy hoạch của thành phố.